đi bộ luôn nè. Thì đồng này cái này qua Trà Sư chút xíu các bạn. Thì nói chung đồng này cũng như là đồng núi anh em ơi, đất nhỏ nhỏ không ạ. Cũng cũng xíu xéo không các bạn. Thì ở đây lên đây quay các bạn coi những con máy đang đầy tốc độ ha. Thì ghê lắm nè, có 10 chị đồ đạc nghiêm mà chị dọt luôn. Quá chạy các bạn, dòng chạy kìa. Tài xế này như trẻ khô rồi nghe nè. Rồi, đang quay về phần nãy giờ xả nghịch nha các bạn. Khu này ở đây nó khu xíu xéo, bởi vì chạy nói chung bên nào có bên. Anh em nào mà đam mê dòng 60 người lên coi dòng 60 này thì xé gió xé liền các bạn. Rồi, vậy kìa. Ghê không? Nè, ghê nè. Máy nào cũng kịp các bạn ơi, chạy quá chạy. 70 rồi, đây là lên đây là nó thủy tác gì nó cũng 60 cái này đó các bạn. Chạy không có bụi vậy đó. Ủa chạy như bay vậy đó Nam ơi. Rồi 125 nó là xong rồi đó. Qua đây các bạn ơi, khu này trình hơn công quá anh em. Chị ghê lắm nghe anh em. Nói chung chị đấu nhiều quá nhiều, cái đất cứng quá qua cua không nổi các bạn ơi. Như còn chạy xích 4 tấc luôn anh em. Đồng này không cần chạy cũng 4 tấc rưỡi các bạn. Đồng này bánh càng nhỏ chạy càng mau anh em ơi, đồng này không bao giờ bị lúng đâu. Anh em chạy xuống đây không có thấy nước cái bọng gì trơn, khô gan. Rồi qua cái dàn của đây rồi các bạn.
ít dưới kia chút nữa nghe anh em. Cuôn này thì ở trên đây được 5 bao, ở dưới kia là 1-2 bao rồi đó các bạn ơi. Rồi bắt đầu xuống đầu dưới đó nó lên em ơi. Tiếp tục nha các bạn, thì ở dưới đó mấy miếng vàng vàng như đó đó. Thôi dung đi bờ cắm đầu cái đít không đó các bạn ơi. Ghê chưa? Bờ xuống cái máy nó hấp phi ghê không anh em. Ở đó có đường đi rồi đó mà nó còn xuống cắm như các bạn, nhờ khô á, nắp mà lúng cái là nó hút hấp xịn xiền luôn á. Rồi thì hiểu sơ các bạn ha, máy ở đây thì chạy rất là tốc độ rồi quý vị. Xúc thằng sầu đó anh em. Quá chạy anh em, rồi con này chạy ghê thiệt chứ.